Dạ rồi ạ. Thế thì ở đây có anh chị nào ấy mình nuôi thú cưng không ạ? Nuôi chó ấy. Có anh chị nào mình có thích chó không? Thú cưng không ạ? Hiền rất là thích mấy chú chó cưng nhá. Nhưng mà những cái buổi Zoom mà hình lên Zoom với anh chị như này này mà nó cứ gào thét ấy là cũng đục nha. Nhưng lúc mà nó gào thét ấy là mình cũng chưa dễ chịu tí nào đâu ạ. Thì theo anh chị tại sao vậy ạ? Theo anh chị tại sao cũng là chú cún đó nhá, cũng là cái trạng thái nghịch ngợm của nó đó, mình yêu nó kinh khủng luôn á, nhưng mà cái lúc mà mình nhiều lúc mình lại thấy điên tiết với nó nhỉ. Theo anh chị tại sao ạ? Cũng là con chó cún đó, cũng là cái trạng thái nghịch ngợm của nó, mình yêu nó kinh khủng luôn nhưng mà có lúc mình lại thấy điên tiết lên ạ. Yes, vậy thì anh chị ạ, chính xác cái niềm vui ý, cái hạnh phúc hay thậm chí là cái đau khổ ấy là do ai ạ? Do mình hay là do ngoại cảnh ạ? Dạ, chính xác rồi ạ. Anh chị cứ nhìn mọi thứ xung quanh mình đi ạ. Ví dụ nhé, như là con của anh chị đi. Có phải là có lúc ấy mình thấy dễ thương lắm nha. Khóc mà cũng thấy dễ thương, đáng yêu nữa cơ. Đúng không anh chị? Nhưng mà tại sao có lúc ấy mình lại không vui trong lòng á. Xong là con cứ bám, rồi là mè nheo, đòi đủ thứ ấy. Thế là sao ạ? Đang bực quát chứ, tránh ra, đúng không anh chị? Đúng không những ông bố bà mẹ ạ? À? Yes, nên là mọi thứ nó phụ thuộc vào mình anh chị ạ, à. Do cái cách mình cảm nhận. Yes, nếu như mà ngay bây giờ bên trong anh chị cảm thấy là mình không có hạnh phúc thì giống như là mình hờn cả thế giới xung quanh ấy, và dường như là cả thế giới xung quanh ấy nó phản lại mình anh chị ạ, à. Đúng không anh chị? Yes, đó là lý do vì sao mà anh chị rơi vào cái trường cảm xúc nó không tích cực bên trong á. Thế là sao? Tự nhiên là chồng cũng không vui, con cũng không vui, khách hàng cũng không vui, mọi thứ giống như là nó quay lưng lại với mình á. Yes, nhiều người ở ngoài kia kìa, họ không biết đâu anh chị ạ. Họ chỉ đổ lỗi cho mọi người xung quanh, như là vợ chồng, con cái, đối tác, khách hàng, thị trường, nói chung là đổ tùm lum tùm la luôn anh chị ạ. Mà họ không biết cái thứ gây ra không vui đó ấy, là đến từ chính mình. Yes. Khi mình vui, mình dễ thương ấy, thì mình thấy cả thế giới đều dễ thương. Mọi thứ bên ngoài đều đang đồng điệu với cảm nhận bên trong của mình anh chị ạ. Cái phần này rất là quan trọng nhá. Cái phần này chủ yếu là giúp anh chị ứng dụng luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức và tất cả những ước mơ hoài bão của anh chị. Yes. Nếu mà anh chị không nuôi dưỡng mình ở cái trường năng lượng này ấy, thì anh chị đang đi ngược lại với cái ước mơ của mình rồi. Đúng không ạ? Ví dụ bây giờ anh chị đặt mục tiêu tháng 6 đi. Đây hiền ví dụ. Hiền ví dụ đây là cái mục tiêu tháng 6 đi. Được không ạ? Ví dụ nó đang ở đây. Còn sao ạ? Còn mình đang ở đây và mỗi ngày mình chạy tới nó. Nhưng mà nếu chạy tới nó với một cái tinh thần là hào hứng, nhiệt huyết thì anh chị sẽ chạy tới nó rất là nhanh đúng không ạ? Nhưng nếu như bây giờ nhé, đây cũng là cái mục tiêu tháng 6. Nhưng nếu như bây giờ anh chị nghĩ rằng là mình đi tới nó đấy, anh chị nghĩ là mình đang đi tới nó đấy. Nhưng mà anh chị bị áp lực, lo lắng hay là bất kỳ một cái lý do gì khác ấy thì anh chị cứ ngỡ là mình đang chạy tới mục tiêu nhưng mà thực chất là mình đang dần dần rời xa cái mục tiêu của mình anh chị ạ. Chị hiểu ý hay không ạ? Cứ ngỡ là mình đang dần chạy tiến đến cái mục tiêu của mình nhưng mà thực chất là mình đang dần rời xa cái mục tiêu của mình. Yes, có nhiều anh chị ứng dụng mà luật hấp dẫn ấy cũng tuyên bố đó, cũng viết lòng biết ơn đủ kiểu đó, mà sao ạ, mà không hiểu sao mà càng ngày anh chị lại càng xa rời mục tiêu của mình. Nhiều chị bảo sao chị biết hoài ý, mà tiền không về. Sao chị biết hoài mà con chị ý, không thay đổi ý. Chị biết hoài ý, mà chồng chị không thay đổi gì cả. Mà sao chị thấy là mấy anh chị trong câu lạc bộ ý, ứng dụng gì mà sao siêu thế, giỏi thế. Biết cái nào ra cái đó. Mà tại sao chị biết hoài, biết mãi mà không ra. Thì anh chị biết rồi đó ạ, không phải là do họ đâu ạ, mà do bên trong các anh chị ý, có những thứ cảm xúc ý, nó quá là lộn xộn. Yes, anh chị có nghe cái câu đó là tâm sinh tướng không ạ? Bao nhiêu anh chị tin rằng là tâm sinh tướng ạ? Có nghĩa là bên trong anh chị ý, nuôi dưỡng cái hình hài của anh chị bên ngoài đó ạ. Vẻ đẹp nó đến từ bên trong. Trước khi mà biết tới câu lạc bộ ý, thì mình cũng có nghe cái câu đó là tâm sinh tướng. Nhưng mà thực chất thì mình không hề để tâm tới luôn ấy, và cũng không có hiểu luôn ấy chị ạ. Hiểu là
không hiểu sâu sắc đâu ấy, chỉ hiểu là thì tâm sinh tướng, biết vậy thôi, chứ bản thân mình không hiểu sâu sắc cái câu này đâu ạ. À, mình không biết tu dưỡng. Chính xác rồi ạ. Kiểu là thì cứ nói đại khái là mình sống tốt, nhiều anh chị ở đây sống tốt lắm, có phải không ạ? Có nhiều anh chị sống tốt lắm, nhưng mà vì cái ngôn từ của mình nói ra, cái cách mà mình suy nghĩ, cái cách mà mình tập trung vào vấn đề ấy, thì vô tình làm cho cái mặt của mình ấy càng ngày càng nhiều nếp nhăn. 30 mấy 40 tuổi ấy, mà mình nhìn mình ấy không đẹp ấy là do mình nhá. Đẹp nó là cái sự tu dạ. Trước khi mà gặp câu lạc bộ ấy thì bên trong của Hiền ấy nó quá là nhiều thứ lộn xộn anh chị ạ, mâu thuẫn nội tâm quá nhiều thứ lộn xộn, mâu thuẫn nội tâm quá nên là dù có tập thể dục ấy thì cũng không có khỏe đâu anh chị, ăn nhiều ấy thì cũng không có tăng cân. Yes. Và sau khi biết tới câu lạc bộ ấy thì Hiền bắt đầu tu dưỡng mình dần dần, thì cái sắc thái cũng dần dần thay đổi anh chị ạ, bởi vì nó thay đổi từ bên trong mình mà anh chị. Dạ chính xác ạ. Anh chị ở đây có muốn biết mình có phải có đang phải là thỏi nam châm thu hút không? Anh chị có muốn biết là bản thân mình có đang phải là thỏi nam châm thu hút không ạ? Có không anh chị? Hiền đã cho anh chị xem cái hình ảnh này nhé. Hiền cho anh chị xem cái hình này nhé. Chị đợi Hiền chia sẻ màn hình nhé. Để cho anh chị thấy rõ là mình có đang ở trong cái trạng thái thu hút hay không nhé. Đây ạ, anh chị nhìn thấy màn hình chưa ạ? Anh chị có thấy là mình đang ở đâu không ạ? Có thấy là mình đang ở cái vị trí nào không anh chị? Ví dụ nhá, ví dụ như bây giờ Hiền hỏi anh chị là dạo này chị sao rồi chị? Ừ, chị cũng bình thường vậy thôi à. Thì đây ạ, cái người đen thui đây anh chị này, cái người đen thui này, trung lập anh chị này, đen thui thủ lùi đấy anh chị này. Khi mà Hiền hỏi là chị ơi, dạo này chị sao rồi? Ừ, thì chị cũng bình thường vậy thôi à. Thì đây chính xác là cái người này đấy anh chị này, cái người đen thui này anh chị này. Trung lập nghĩa là sao anh chị? Trung lập ý nghĩa là không vui, không buồn, kiểu là bị trơ cảm xúc đấy anh chị. Yes. Là cái hào quang của anh chị nó tắt ngủm rồi còn đâu nữa ạ. À, cái hào quang của anh chị nó tắt ngủm rồi thì lúc đó anh chị đâu hút được cái gì đâu, đúng không anh chị? Lúc đó không hút được cái gì nữa đâu anh chị ạ. Bởi vì sao ạ? Mỗi ngày anh chị cần phải có cái niềm vui bất ngờ, phải tạo cho mình những cái sự hào quang, cái sự hứng hứng khởi, sự phấn khởi đó anh chị. Nhé, chính xác ạ. Anh chị có nhớ là doanh nhân Nguyễn Diễm ấy có chia sẻ cho anh chị cái quy trình hút năng lượng không ạ? Anh chị nào mình tham gia vào trong nhóm 60 ngày ấy, làm chủ thân tâm trí ấy, thì anh chị sẽ làm được làm cái quy trình này ấy. Dạ. Khi mà anh chị làm những cái điều mà anh chị cảm thấy là mình tự hào về chính bản thân của mình ấy, thì anh chị thấy là cái não của mình ấy nó bắt đầu sáng lên đấy chị ạ. Đây này. Khi mà anh chị làm một cái điều gì đó mà anh chị cảm thấy là mình tự hào về chính bản thân của mình ấy, thì cái não của anh chị ấy, nó bắt đầu tỏa ra cái hào quang, nó sáng lên đấy anh chị. Yes. Còn đây là những cái cảm xúc mà xấu hổ này, cảm xúc mà sợ hãi này, giận dữ này, hay là lo lắng này anh chị này. Đó. Cái cảm xúc yêu thương anh chị. Cái cảm xúc yêu thương này này. Và cái cảm xúc mà cảm xúc yêu thương và cảm xúc hạnh phúc đó anh chị. Đây này, cảm xúc hạnh phúc này và cảm xúc yêu thương này anh chị này. Thì não của anh chị ấy, nó thông thoáng lắm anh chị. Anh chị nhìn đúng không ạ? Hai cảm xúc hạnh phúc này và cảm xúc yêu thương ấy, thì cái não của anh chị ấy, nó thông thoáng. Ừ. Ở cái não yêu thương này này thì nó vẫn có một cái vành đỏ bên ngoài anh chị. Ở cái não yêu thương này nó vẫn có một cái gọi là cái vành đỏ bên ngoài anh chị. Có cái phần đỏ nữa, tại vì là anh chị biết vì sao không? Tại vì tại sao cái não yêu thương này nó lại có cái vành đỏ bên ngoài? Tại vì yêu ấy thì nó thường đi với cái gì anh chị? Khi mà yêu thì nó thường đi với cái gì anh chị? Khi mà anh chị ở một cái tình yêu vô lượng, không phân biệt á, thì lúc đó chúng ta mới có cảm xúc gọi là hạnh phúc được anh chị. Không phân biệt là người này tốt hay là người kia, người này tốt với tôi ấy, thì tôi mới yêu.
khi mà anh chị nhìn thế giới xung quanh ấy, và anh chị mình có một cái sự kết nối đặc biệt ấy, thì lúc đó anh chị thực sự là hạnh phúc ở bên trong. Là não của anh chị này nó sáng lắm anh chị, nó rất là thông, nó sáng, nó rất là thông suốt luôn ấy. Và lúc này thì anh chị sẽ ở trong một cái trường năng lượng sáng tạo và thu hút. Ở cái phần yêu thương này anh chị này, ở cái phần yêu thương này ấy, thì nếu như anh chị nào yêu mãnh liệt quá đấy, thì tới lúc mà những thứ xung quanh không được như ý của mình nữa ấy, thì anh chị sẽ bị cảm giác là bị sẽ bị nổi sân si với anh chị. Vâng. Thì nó sẽ vào cái thì nó sẽ có cái vành đỏ bên ngoài này anh chị này. Nó sẽ có vành khi mà anh chị mà yêu thương quá mãnh liệt và mình không đạt được cái sự như mình mong muốn ấy, thì dẫn tới là có cái sự sân si và đố kỵ và thất vọng ấy, thì nó sẽ sinh ra cái vành đỏ bên ngoài này anh chị này. Vành đỏ bên ngoài này. Và nó vẫn tỏa ra một cái năng lượng đó là hay ghen ghét, đố kỵ và lo âu anh chị ạ. Đó. Thì anh chị có thể nhìn thấy là mình đang ở cái tần số cảm xúc nào không ạ? Đúng rồi, chính xác ạ. Khi mà mình yêu thương ấy, mà mình yêu thương vô lượng được ấy, mình nhìn mọi thứ xung quanh ấy, cái gì mình cũng yêu được ấy, thì cái vầng hào quang của mình nó sáng. Thì lúc đó anh chị đang ở trong một cái tần số năng lượng là nó năng lượng hào quang rất là sáng, anh chị rất là dễ hút mọi thứ. Còn nếu như mà tình yêu của mình nó vẫn có cái sự sân si đố kỵ thì nó vẫn có một cái vành đỏ ở bên ngoài, thì lúc đó chúng ta vẫn tạo ra một cái trường năng lượng là ghen ghét đố kỵ. Chính xác rồi ạ. Nếu như mình ở trong cái trường năng lượng trung lập ấy thì mình sẽ không hút được cái gì đâu ạ. Dạ đúng rồi, chính xác ạ. Có nhiều chị hỏi hiền hỏi nhiều chị hiền hỏi là này chị sao rồi chị có thành công gì không chị? Là thôi ta nói chị bắt đầu kể một tràng luôn anh chị, mà toàn vấn đề không à, thì làm sao mà hút được cái gì anh chị? Có nhiều anh chị nói là anh chị học tới đâu ấy là thấm tới đó, học tới đâu ấy là giác ngộ tới đó. Thì đó chính là lúc mà anh chị đang ở trong cái trường năng lượng hạnh phúc anh chị ạ. Và đây là trường năng lượng giúp cho anh chị có trí rất là sáng luôn, và sẽ thu hút rất là mạnh mẽ những điều mà mình muốn anh chị ạ. Não thông ấy thì mọi thứ đều thông, đúng không anh chị ơi? Có khi nào mà đầu anh chị không khỏe ấy mà não anh chị thông suốt được không ạ? Tại sao anh chị thấy một số người ấy, thì càng ngày ấy, càng sáng ra? Có nghĩa là anh chị nhìn thấy hào quang của họ, đúng không ạ? Thì người đó họ đang nuôi dưỡng cái hạt mầm yêu thương, cái hạt mầm hạnh phúc anh chị. Còn anh chị nào mà mình cảm thấy là mình không làm được cái gì cả ấy, thì ánh sáng trong người ấy, nó sẽ kiểu là có một cái dạng xanh non ấy, là biểu hiện của người không khỏe anh chị ạ. Đây Hiền sẽ chia sẻ cho anh chị cái bảng cảm xúc nhé, cái bảng tầng cảm xúc ấy. Đây anh chị thì nhìn thấy không ạ? Đây là cái bảng số tần số rung động anh chị này. Chị nhìn màn hình chưa ạ? Chị nhìn thấy màn hình comment tô giúp Hiền nhé. Và chúng ta, anh chị nhìn ạ, chúng ta đều có những cái tần số, đều có những tần số khác nhau, và chỉ có hai dạng cảm xúc đó anh chị ạ. Chúng ta đều chỉ có hai dạng cảm xúc thôi. Một là anh chị đang trong cái trường năng lượng của sức mạnh và sáng tạo. Sức mạnh và sáng tạo. Hai là anh chị trong cái trường năng lượng đó là phá hủy và vũ lực. Phá hủy này và vũ lực anh chị. Một là trường năng lượng của sức mạnh này và sáng tạo. Hai là của phá hủy và vũ lực anh chị ạ. Chính xác ạ. Dù cho có người ấy, họ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp nha anh chị, nhưng mà cái tôi của họ quá lớn ý anh chị ạ. Anh chị có thấy là có ai mà có cái tôi quá lớn ấy mà họ duy trì được cái sự giàu có của họ không ạ? Có không anh chị ơi? Tại vì sao ạ? Tại vì vũ trụ ấy sẽ cho họ bài học liền anh chị ạ. Cứ yên tâm là như vậy. Vũ trụ ấy sẽ cho họ bài học liền anh chị.
Bởi vì sao ạ? Bởi vì đơn giản là họ đang ở trong cái trường năng lượng phá hủy đấy anh chị này. Trường năng lượng phá hủy đấy anh chị. Và không có nuôi dưỡng. Họ đang ở trong cái trường năng lượng phá hủy và họ không hề có nuôi dưỡng anh chị ạ. Khi mà chúng ta đang ở trong cái trường năng lượng tin tưởng này anh chị. Đang ở trong cái trường năng lượng tin tưởng. Và cái trường năng lượng đó là trường năng lượng tin tưởng và cái trường năng lượng tha thứ, thấu hiểu ấy. Tin tưởng, tha thứ và thấu hiểu ấy, yêu thương và hạnh phúc của anh chị. Thì cái tầng cao nhất là cái tầng giác ngộ anh chị ạ. Nhất. Thấu hiểu này, tha thứ này, tin tưởng này, yêu thương anh chị. Khi mà chúng ta ở trong cái tần số này ấy, thì cảm xúc của chúng ta nó rất là mạnh anh chị ạ. Dạ chính xác rồi. Còn cái tầng giác ngộ này này. Cái tầng giác ngộ này thì là cái bậc cao nhất. Thì những cái người nào mà họ phải biết tu dưỡng ấy thì họ mới đạt được cái tầng giác ngộ này anh chị ạ. Sóng của nó lên tận 700 đến 1 đến 1.000 anh chị này, là cái sóng cái độ mà giác ngộ, cái độ tầng cao nhất anh chị ạ. Thì cái này phải là người nào mà họ thực sự là tu dưỡng, họ biết tu dưỡng ấy thì họ mới đạt được tới cái tần số cao nhất này. Còn thường thường thì chúng ta chỉ ở những cái tần số yêu thương thì mới có 500 anh chị này. Đó, thấu hiểu. Thấu hiểu anh chị này, tha thứ này. Thấu hiểu là 400 này, tha thứ này, tin tưởng này. 250 này anh chị đó. Yêu thương thì mới đến được từ 500 thôi anh chị. Đó, thì đây là những cái mức độ sóng và cảm xúc anh chị á. Và mỗi con người chúng ta chỉ có hai mức độ cảm xúc thôi. Được không anh chị? Đó. Thì anh chị xem là mình đang ở cấp độ cảm xúc nào ạ? Mình có đang yêu thương không ạ? Ở cái bậc giác ngộ thì chắc là chúng ta ở đây, anh chị em chúng ta ở đây thì chưa đạt được bậc giác ngộ đúng không ạ? Yes. Cái bậc giác ngộ đó thì phải là những cái người mà họ biết tu dưỡng, những người tu hành tu dưỡng thì họ sẽ đạt được ở mức độ giác ngộ. Còn chúng ta thì mình đạt được mức độ yêu thương thôi là cũng đã là cao lắm rồi anh chị nhỉ? Yes. Thì chúng ta phải biết rằng là cái cảm xúc, tần số năng lượng của mình đang ở mức nào ấy để mình biết là mình có đang phải là cái thỏi nam châm để thu hút hay không, để mình biết rằng là mình đang thu hút cái gì anh chị ạ. Chính xác rồi ạ. Mình thu hút cái gì? Mình có phải đang là nam châm thu hút tiền hay không? Có phải là thu hút hạnh phúc hay không? Hay là thu hút tứ lưa ấy? Chính xác ạ. Chúng ta đều chỉ có hai, chúng ta ấy, đều có những cái tần số nhưng mà chỉ có hai dạng cảm xúc thôi anh chị nhé. Thì nhắc lại là chúng ta đều có những cái tần số khác nhau và chỉ có hai dạng cảm xúc thôi. Một là anh chị đang trong cái trường năng lượng của sức mạnh và sáng tạo. Hai là anh chị đang trong cái trường năng lượng phá hủy và vũ lực. Được chưa ạ? Yes. Anh chị nào ấy mà mình hay bị ốm vặt ấy và khi mà tham gia vào các nhóm rèn luyện chuyên sâu của câu lạc bộ ấy, câu lạc bộ đều yêu cầu anh chị phải đảm bảo về thể chất và năng lượng. Làm gì ạ? Là đều có ý nghĩa đó anh chị ạ. Nhiều anh chị nói chứ, em ơi chị khỏe lắm, chị tập thể dục mỗi ngày luôn mà. Dạ, chưa chắc đâu ạ. Anh chị đang thấy mình là ăn tùm lum quá mà. Anh chị suy nghĩ tùm lum quá. Nhưng người anh chị đang không có một cái chút thu hút nào hết trơn á. Không đang ở cái trạng thái thu hút năng lượng nào hết trơn á. Nên là câu lạc bộ phải chuẩn bị cho anh chị cái chương trình ăn uống để làm gì ạ? Để duy trì và lọc sạch cái năng lượng ở bên trong của anh chị. Nhiều anh chị nghĩ rằng là đó là cái sự tắt bỏ. Nhưng mà sau này nhá, anh chị sẽ thấy đó là một cái sự đầu tư rất là đúng đắn luôn á. Bao nhiêu anh chị muốn mình là thỏi nam châm thu hút ạ? Đúng không anh chị? Khi mà anh chị ở một cái trường năng lượng thật là sạch sẽ ở bên trong ấy. Sạch sẽ tức là sao ạ? Sạch sẽ tức là sạch sẽ bên trong tâm trí và thể chất luôn ạ. Nên không phải là anh chị nói là chị khỏe lắm. Chị có điều trị không ấy? Chỉ có điều là chị không có nhiều cảm xúc Hiền ơi. Hiền ơi chị khỏe lắm. Chỉ có điều là chị không có cảm xúc thôi Hiền ạ. Mà bây giờ cảm xúc không có ấy, thì đâu hút được cái gì ạ? Đúng không anh chị ơi? Dạ chính xác ạ. Câu lạc bộ thì không bán khóa học nào cho anh chị hết trơn ấy. Ở đây không bán khóa học nhé. Nhóm 60 ngày hay là nhóm doanh nhân chặt tay hóa vàng ấy hoàn toàn không thu phí của anh chị đâu ạ. Hoặc miễn phí hết đó ạ. Nhưng mà câu lạc bộ yêu cầu anh chị phải có trách nhiệm, phải có cam kết chăm sóc cái nguồn năng
cái nguồn năng lượng của mình anh chị ạ. Chúng ta tu dưỡng bằng hai cách luôn nhé. Yes. Ngày xưa thì đâu biết ăn uống như nào cho hợp lý đâu anh chị. Mình nghĩ là không ăn đồ chiên xào dầu mỡ là ok rồi. Nhưng mà sao ạ? Bên trong tâm trí của mình ý, nó quá lộn xộn anh chị ạ. Xong rồi hiền sụt ký ghê luôn á. Người như con mắm luôn mà. Ngày xưa ấy, mình nghĩ là ăn không đủ chất ý, nên là người không khỏe á. Chứ không biết là do cái sự tu dưỡng của mình. Nhưng mà bây giờ thì Hiền vẫn ăn uống bình thường thôi nhé. Tu ấy thì cũng là tu ở bên trong mà anh chị. Tu thì cũng là tu ở bên trong. Trời ơi, có nhiều người ấy, đi chùa cúng bái dữ lắm. Ừ, đi chùa, đi cúng, đi bái dữ lắm. Nhưng mà về nhà ấy, thì họ vẫn khởi lên cái tâm ấy, đó là sân si. Với những thứ nhỏ nhặt ở bên ngoài anh chị ạ. Trời ơi, ta nói chứ, họ có tu đâu ạ. À? Tu hú ấy. Không biết là họ có đang tu chưa nha. Ừ. Nhưng mà phải hiểu đúng anh chị ạ. Dạ. Hiểu đúng tu dưỡng ấy là chúng ta lựa chọn những cái suy nghĩ tốt đẹp cho mình và cho người khác. Yes. Mà còn phải có sự hiểu biết đúng đắn nữa nhá. Dạ. Một số anh chị nghĩ là hành động đó tốt cho người khác. Yes. Nhưng thực chất là không tốt đâu ạ. Anh chị ơi, cái sự chịu thay đổi, chịu học ấy và chịu phát triển của mỗi người ấy, là do họ tự lựa chọn nhé. Chứ không phải là do các anh chị đâu ạ. Nhé, anh chị thương họ, yêu họ, thì anh chị phải cho họ lột kén nha. Cho họ cái quyền tự lớn lên từ bên trong của mình. Chứ không phải là anh chị xé vỏ kén cho họ từ bên ngoài. Chị hiểu ý Hiền không ạ? Nên là nhớ anh chị bảo là, Hiền ơi, cho chị vô học nhóm rèn luyện 60 ngày trước đi. Rồi là sau này khi mà nào mà có nhiều tiền rồi ý, có nhiều thành công rồi ý, thì chị sẽ quay lại tu dưỡng, chăm sóc cơ thể của chị sau. Dạ, Hiền đã từng làm cái điều này anh chị ạ. Mình sẵn sàng cho họ những cái điều tốt đẹp đó. Mình sẵn sàng dành tặng cho họ cái điều tốt đẹp đó. Và mình nghĩ là đó là thương. Nhưng mà không phải chị ạ. Cống hiến cho họ hết mình, giúp họ hết mình. Nhưng rồi họ làm một phát, mình hết hồn anh chị. Tốt nghiệp bài học đó anh chị ạ. Bao nhiêu anh chị hiểu cái điều thì chia sẻ để comment tô giúp Hiền ạ. Nếu một người ấy, mà họ không biết họ muốn cái gì á, họ không có đủ cái nội lực ở bên trong để họ vươn lên anh chị, để họ thoát ra những cái hoàn cảnh thực tại của họ ấy, thì anh chị nghĩ anh chị kê cái gì cho họ ạ? Kê tiền ở bên ngoài hả? Đâu có được anh chị. Tại vì là họ chưa có lột ở bên trong mà. Mà mọi thứ ấy đều đến từ bên trong anh chị ạ. Nhất. Nên nhiều anh chị thấy thương. Bạn mình qua mượn tiền đúng không? Thấy thương quá. Không cho mượn thì áy náy quá. Mặc dù là mình cũng chưa có dư giả gì đâu ạ. Xong là sao? Xong là cho vay. Mà mình không có ấy, thì cũng đi mượn của người khác cho vay. Lúc cho mượn ấy, thì cười tươi nói vui lắm. Xong đến lúc đòi ấy, thì bắt đầu ai sân ai si ạ. Đúng không anh chị? Nên là một cái hành động nó không có sự hiểu biết đó anh chị thì kết cục ấy vẫn là không ok thôi à. Yes. Chứ nó không mang tới hạnh phúc và không mang tới tình yêu được đâu ạ. Nhớ anh chị bảo là sao có những cái bí kíp, có những bộ công thức bán hàng tuyệt vời như vậy giúp cho nhiều doanh nhân thành công như thế mà tại sao không chia sẻ zoom sáng? Tại sao không chia sẻ zoom sáng luôn đi, zoom trưa, zoom tối luôn đi? Sao không chia sẻ luôn đi mà bắt phải vào trong nhóm cam kết, phải nhóm 60 ngày và doanh nhân phải có sự cam kết để làm cái gì anh chị? Để làm gì anh chị? Anh chị có nhớ cái bảng tần số rung động lúc nãy không ạ? Anh chị có nhớ cái bảng tần số rung động lúc nãy không ạ? Bảng tần số rung động lúc nãy hiện cho hiện anh chị xem đấy. Anh chị có nhìn không? Tại sao lại phải cam kết? Thì anh chị nhìn vào cái bảng tần số rung động này đi ạ. Anh chị nhìn chưa ạ? Tại sao lại phải cam kết ạ? Thì đây, khi mà anh chị ở cái tần số tự nguyện này. Khi mà anh chị ở cái tần số tự nguyện, anh chị nhìn không ạ? Khi mà bản thân anh chị ở cái tần số tự nguyện này ấy, thì khi mà anh chị tuyên bố mỗi ngày ấy, anh chị làm cái hành động dũng cảm ấy, vượt qua những cái thử thách
của anh chị thì sao ạ? Thì anh bắt đầu nâng dần mình lên. Anh chị hiểu ý Hiền không ạ? Thì lúc này anh chị bắt đầu nâng dần mình lên. Anh chị hiểu không ạ? Nên là câu lạc bộ ấy rất là hiểu anh chị nha. Nhét. Đó, khi mà anh chị nhìn cái tần số tự nguyện không ạ? Tự nguyện này. Đó, khi mà anh chị ở tần số này đấy thì anh chị sẽ làm những cái hành động ấy. Như ví dụ như kiểu tuyên bố này, hay là anh chị làm những hành động vượt ngưỡng ấy, thì anh chị sẽ ở một tần số nó rất là mạnh. Anh chị hiểu ý Hiền không ạ? Yes. Nên đó là lý do vì sao câu lạc bộ rất là hiểu anh chị. Rất là hiểu, làm cái gì nó có lý do hết ấy, chứ không phải là tự dưng đâu anh chị. Tại sao lại bắt anh chị phải cam kết ạ? Tại sao không chia sẻ luôn? Mặc dù là trong nhóm 60 ngày ấy, và nhóm doanh nhân ấy, đều là miễn phí hết. Không hề thu bất cứ một cái phí. Ở đây không bán khóa học. Nhưng mà tại sao lại bắt anh chị phải cam kết ạ? Thì anh chị nhìn cái bảng tần số rung động đúng không ạ? Bảng tần số rung động ấy là tự nguyện ấy. Khi mà anh chị ở tần số tự nguyện ấy, khi anh chị tuyên bố mỗi ngày này, anh chị làm cái hành động dũng cảm vượt qua những cái thử thách giới hạn của anh chị ấy, thì anh chị đang bắt đầu nâng dần mình lên, nâng dần cái tần số của mình lên. Nhất. Nên là câu lạc bộ rất là hiểu nha anh chị nha. Ngày xưa ấy là cho không mà. Xong rồi vô hào hứng phấn khởi được vài hôm ấy. Xong rồi đi đâu mất tiêu ấy. Không thấy mặt mũi đâu nữa luôn ấy. Không thấy bóng dáng đâu nữa hết trơn ấy. Khi mà anh chị cam kết ấy, thì anh chị mới thành công được. Lúc đó anh chị mới chịu lột mình từ bên trong. Chứ nó không đến từ những cái thứ bên ngoài đâu ạ. Nhé. Anh chị thấy là lúc mình không nhất quán ấy, là vô tới vô lui luôn đúng không ạ? Đi ra đi vào luôn ấy. Thì biết là mình đâu có tu dưỡng ở bên trong đâu mà hút cái gì ạ? Bên trong mình không tu dưỡng ấy thì mình bị hút cái gì ạ? Làm sao mà hút được cái gì tốt đẹp đây ạ? Cái điều này nó là khoa học anh chị nhé. Cái điều này nó là khoa học anh chị ạ. Nhiều anh chị nghĩ là tâm linh nên là không tin. Dạ, nó là kiến thức khoa học đó anh chị ạ. Một cái người mà họ ngày càng thịnh vượng lên ấy, họ từ không có gì cả. Nhiều anh chị tham gia nhóm rèn luyện doanh nhân, anh chị cũng phải vượt qua những thử thách mà đúng không? Nhé. Nhưng mà không sao cả anh chị ạ. Anh chị đang tự nâng mình lên đó ạ. Nên cũng vậy mà. Mình phải có được cái sự cam kết. Mình nuôi dưỡng cái thần thái của mình. Nên là nhiều anh chị vào nhóm rèn luyện thân tâm trí ấy, 2 3 tháng lột xác luôn. Vì tu dưỡng mà. Tu từ lời nói, ánh nhìn, dưỡng nhan, dưỡng sắc, dưỡng tâm. Dưỡng từ trên đỉnh đầu xuống móng chân luôn á. Đúng không anh chị? Vô câu lạc bộ cho bộ công thức chăm sóc sức khỏe. Do mấy trăm nhà khoa học họ nghiên cứu ra ấy. Đạt giải Nobel thế giới luôn mà. Thì mình khỏe ra, tim đập đều đặn, năng lượng đỉnh cao cả ngày thôi. Đúng không anh chị? Không có cảm xúc thì làm mọi cách để có cảm xúc. Bởi vì sao? Cảm xúc nó là do bên trong chính mình anh chị ạ. Liền nghe thôi miên này, liền vô trạng thái thư giãn thả lỏng ấy, rồi là chìm vào giấc ngủ không à. Liền nghe thôi miên là hiền chìm vào giấc ngủ dễ lắm. Mà nhiều anh chị nghe thôi miên xong ấy, tỉnh bơ luôn, mắt tỉnh như sáo luôn. Hình dung tưởng tượng tới mục tiêu mà, không có cảm xúc gì cả. Thì anh chị phải hiểu này. Lúc đó ấy, tâm trí của anh chị quá lộn xộn. Cảm xúc của mình ấy là do những cái suy nghĩ của mình gắn cho nó, cho cái sự vật sự việc ấy. Mình đã gắn cho nó cái ý nghĩa. Nhét. Nhiều anh chị còn không có mục tiêu gì luôn cơ. Sống ngày qua ngày. Nhiều anh chị không có mục tiêu. Không có luôn á. Ví dụ như là đi du lịch nước ngoài này, sở hữu siêu xe biệt thự này. Vì anh chị nói mấy cái đó là ảo tưởng quá. Anh chị nói là mấy cái đó sao nó ảo tưởng quá. Anh chị có mục tiêu để làm gì ạ? Để kéo mình lên chứ làm cái gì? Kéo cái cảm xúc của mình đi lên mỗi ngày chứ còn làm cái gì nữa ạ? Anh chị có cái để mà mình tập trung rèn luyện, mình theo đuổi mỗi ngày. Đó là vì mình phải có mục tiêu đó anh ạ. Còn nhiều anh chị sống có một cuộc sống ý, chỉ đủ ăn, đủ mặc, đủ cho gia đình, chi trả cuộc sống là được rồi. Nhiều chị bảo là chị không cần phải giàu làm gì cả. Khi mà bản thân chị không cần gì thêm ý, thì chị đâu có cố gắng làm gì đâu, đúng không anh chị? Nhiều anh chị làm công nhân ý, làm quản lý tháng 20 30 triệu đủ rồi. Nhưng mà anh chị thấy là đầu tắt mặt tối.
Vô nhà máy toàn nhìn thấy máy móc bụi bặm thôi à, chứ không hề nhìn thấy thế giới nó tuyệt vời như thế nào. Và anh chị nghĩ đi, con anh chị tới đâu ạ? Dạ, tới cái chỗ mà anh chị đã từng tới. Nên là chúng ta đặt ra mục tiêu ấy, không có hành động nào khác ấy, thì anh chị sẽ không có một cái cảm xúc gì tuyệt vời cả. Mỗi ngày anh chị có thể ghi chép livestream, đọc sách. Trong nhóm rèn luyện 60 ngày ấy, là có quy trình chuẩn chỉnh cho anh chị đó ạ. Huấn luyện mình mỗi ngày luôn, có công thức sẵn hết rồi mà anh chị. Có công thức sẵn hết rồi, nhưng mà mình phải huấn luyện mình chứ. Chứ cảm xúc năng lượng tụt á, thì không cần phải hỏi ai khác đâu anh chị ạ. Khi mà cảm xúc năng lượng của anh chị tụt á, thì em nói thật nhé, là không cần phải hỏi ai khác đâu ạ. Mà chỉ cần hỏi chính mình thôi. Đúng không anh chị ơi? Hỏi ai bây giờ? Hỏi chồng, hỏi vợ á, họ cũng không biết luôn anh chị ạ. Khi mà cảm xúc của anh chị tụt á, thì anh chị hỏi ai đây ạ? Anh chị comment cho Hiền biết với ạ. Ngài tự biết mình, hiểu mình ý anh chị ạ. Hiểu mình là sao ạ? Tức là, à, tại sao mình không có vui cái này? Cái điều gì làm cho mình không vui? Tại sao mình không hạnh phúc? Có phải là mình nghĩ những thứ không hạnh phúc bên trong tâm trí của mình đúng không? Vậy thì mình phải chuyển đổi như thế nào đây? Tại sao mình làm mãi không có kết quả? Mình đang có niềm tin cản trở gì mình, cản trở gì mình đây? Anh chị ơi, đừng vội trách bên ngoài, mà hãy tự hỏi chính mình. Đừng chạy đi kêu than phiền với người khác, tốn thời gian mà lại còn đang thu hút những điều không tốt đến với mình cơ. Nhất, nên là cái hành động phí phạm thời gian nhất trên cuộc đời này đó là gì ạ? Đó là ngồi bàn tán về vấn đề của mình và vấn đề của người khác anh chị ạ. Phí thời gian vô cùng luôn anh chị. Nhiều chị gọi cho Hiền nhé. Xong mà Hiền hỏi chị ơi, mấy nay chị có thành công gì không? Xong rồi sao ạ? Là bắt đầu nói một tràng luôn. Em ơi, do con chị như này như kia nên chị không vào Zoom được. Do chồng chị như này như kia. Ủa chị? Ủa chị ơi, chị có đang nghe Hiền hỏi không ạ? Hiền hỏi là chị có thành công gì mà. Mà ta nói là vừa mở cái miệng ra là nói như một thói quen đã được lập trình sẵn luôn á. Như cái đài được lập trình sẵn bên trong rồi á, cứ mở lên là nói thôi anh chị. Có không anh chị? Chỉ cần trường nhóm họ chỉ cần là trường trường nhóm hỏi là chị ơi, mấy hôm nay chị ứng dụng sao rồi? Có kết quả gì không? Có thành công gì không? Là ô thôi ta nói chứ. Bắt đầu như một cái đài nói toàn vấn đề thôi anh chị ạ. Mà không hề hiểu người đối phương họ hỏi cái gì. Không hề hiểu người đối phương ấy họ hỏi câu hỏi gì. Người ta hỏi thành công mà không tập trung vào thành công, mà toàn đi kể vấn đề thôi à. Nhét. Thì đó là dấu hiệu bên trong anh chị ý. Có cái gì đó nó không ổn đấy chị ạ. Thì đó là chính là cái dấu hiệu mà bên trong của anh chị có cái gì đó không ổn. Bên trong thế nào thì bên ngoài sẽ thấy ấy mà anh chị. Bên trong tùm la tùm lum, bên trong ấy mà không có biệt thự, không có siêu xe ấy, thì làm sao có bên ngoài được anh chị. Bên trong túi thui ý. Bên trong anh chị ý, tối thui ý, không có lòng biết ơn này, không có yêu thương ấy, thì bên ngoài sao mà hạnh phúc được anh chị. Vậy nên tu dưỡng từ đầu tới chân luôn á, cả cảm xúc, suy nghĩ, lời nói, cả các dưỡng chất tu sửa cho con người mình ý, nó sáng sủa lên ý. Hãy tham gia vào nhóm rèn luyện 60 ngày và nhóm doanh nhân chạm tay hóa vàng. Tất nhiên ý, là cái hành trình nuôi dưỡng ý, là mỗi người phải tự tu rồi nhá. Nhưng mà phải có công thức chứ, có chiến lược đi, có người cầm tay chỉ việc cho anh chị. Dạ chính xác ạ. Anh chị có sẵn sàng để biến mình trở thành một thỏi nam châm không? Đừng chờ đợi bên ngoài, đừng chỉ ngồi viết đặt hàng vũ trụ mà không có cảm xúc gì cả nhé. Đừng có một cái ngày mà không làm hành động gì mới để cho mình hào hứng phấn khởi lên ý, thì như vậy ý, là không khá lên được đâu anh chị ạ. Vì thực chất này, bên trong ý, là bản thân anh chị không chịu thay đổi. Nhất anh chị hiểu ý Hiền không ạ? Làm gì làm, bên ngoài có kết quả thì bên trong phải thay đổi trước đã. Tu bên trong trước đã anh chị ạ. Bên trong anh chị phải thay đổi thì bên ngoài anh chị mới thay đổi được. Bên trong anh chị không có thì bên ngoài của anh chị không có được đâu ạ. Nhất chính xác ạ. Bên trong mình phải có, bên ngoài mới có được. Đó nó cũng là một trong những quy luật của vũ trụ rồi mà. Quy luật trong ngoài. Dạ chính xác ạ.
Tu tâm dưỡng tính, chính xác. Tu cả lời nói của mình, cái suy nghĩ và cái cảm xúc của mình. Dạ đầu ok ạ. À? Vậy thì ok, ngày hôm nay chị đã hiểu về cái tần số rung động chưa ạ? Tần số rung động để mình thu hút chưa ạ? Vậy thì tóm lại chị muốn thu hút cái gì ấy? Nên chị biến mình trở thành cái thỏi nam châm cùng trường năng lượng với cái điều mình muốn nhé. Được không anh chị? Rồi ok, cảm ơn cả nhà mình đã đồng hành cùng với Hiền ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì Hiền xin phép kết thúc Zoom ở đây được không ạ? Hẹn anh chị vào ngày mai ha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Cảm ơn anh chị đã đồng hành cùng với Hiền ngày hôm nay ạ. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. I love you, I love you. Thank you, cảm ơn.